Thợ quê xin chào cả nhà. Cách đây 3 tháng trước thì mình có làm một video chia sẻ về cái cách thao tác hàng mic cho những người mà mới làm quen hay là đang muốn mua một cái máy mic để sử dụng. Thì có nhiều anh em thì cũng tưởng đâu mình bán máy nhưng mà không có. Mình không có bán, mình chỉ chia sẻ clip thôi. Rồi cũng có nhiều anh em là điện hỏi mình để mua cái máy mic thì để xài lặt vặt trong gia đình, hàng cửa, hàng chuồng gà, nói tóm lại là khắc phục những cái đồ sắt mà gia dụng trong gia đình. Nhưng mà có điều mình cũng có góp ý, thì nếu mà mình xài gia dụng trong gia đình á thì nên mua cái máy hàng que, cái tính cơ động nó cao hơn, rồi song song đó nó cũng dễ xài hơn. Thì hôm nay nhân cái dịp mà mình cũng vừa mới mua một cái máy hàng mới nè, thì mình cũng chia sẻ một chút về góc độ khách hàng rồi máy hàng để cho những anh em nào mà có ý định muốn mua thì sẽ có một cái sự lựa chọn phù hợp cho mình, vừa rẻ tiền mà vừa dễ dàng trong công việc. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu video nha cả nhà. Cái chuyến này mình bổ sung cho cái công việc làm của mình là một số đồ nghề, trong đó là mình vừa mới mua một cái máy cắt ha, cái máy cắt lát ma. Thì mai mốt rồi có thời gian mình sẽ chia sẻ đó, thì song song với cái máy cắt lát ma thì mình cũng phải mua luôn một cái bình hơi mới để cho nó nạp hơi cho lẹ để cắt thì nó mới đủ hơi, và hai cái máy hàng ha. Thì cái máy này là cái máy sử dụng gia đình, cái máy này là mình mua dùng cho một người bạn ha. Máy này là 180 ampere, thì cái công suất 180 ampere để sử dụng gia đình thì nó cũng rất là dư thừa rồi. Còn mình thì mình mua cái máy này là để sử dụng cho công việc sửa chữa của mình, thì 250 ampere, thì tùy thêm mức độ. Cả nhà mình ai muốn xài máy mạnh thì có thể mua máy 250 ampere, còn nếu không thì mua máy 180 ampere. Nếu mà ai có thắc mắc tại sao mà mình có nhiều tiền để mua đồ vậy thì mình cũng xin trả lời thiệt, nói trước là mình mượn tiền mua nha. Chứ mấy người vòng vòng đây mà đừng có coi video thấy tưởng đâu mình trúng số hay gì, giá đồ tiền thì mình cũng đuối sức lắm. Đây là cái máy hàng mà mình xài cũng 10 năm trước rồi. Một cái máy không có được cái đồng hồ hiển thị luôn. Là hồi đó mình không có tiền. Mà lúc đó máy hàng mắc lắm cả nhà, chứ nó không có được rẻ như giờ. Mình phải công nhận là bây giờ xài đồ rất là thoải mái, bởi vì giá tiền nó quá rẻ mà đồ nó chất lượng quá. Còn hồi xưa mình mua cái máy này là 2,7 triệu nha cả nhà. 2,7 triệu mà không có cái đồng hồ hiển thị luôn. Mua được cái máy này mừng húm. Thì qua thời gian xài giờ thì nó tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu rồi. Đó, thì mình chế tùm lum hết trơn rồi. Nó tóm lại quạt đồ này nọ nó hư công tắc gì hư bấy lầy hết. Thì mình chế như vậy nè. Mặc dù nó cũng còn chạy, cũng còn hoạt động được, nhưng mà mình thấy tuổi cao sức yếu quá rồi, nếu mà có đi đâu mà hàng cái gì đó xách đi thì nó cũng kỳ quá đó. Trong quá trình mình vận chuyển mà nó bá tới bá luôn, nó gãy ba cái quạt này, mất công mình chế lại nó mệt nữa, thành ra thôi mình mua cái máy mới. Lần này mình chọn mua cho mình và một người bạn thì một cái thương hiệu máy hàng của Việt Nam, Lộc Hạnh. Đây là hàng chính hãng ha. Lý do mà mình kêu bằng hàng chính hãng á là người ta có cái hãng để là chính cái hãng của người ta. Còn bây giờ trên thị trường nó bán trôi nổi rất là nhiều dòng máy hàng, hiệu thì tùm lum hiệu đó nè, Du Long rồi cái gì Gia Xích rồi Gia Mít gì ô tùm lum tà lá đó. Thì ở đây cũng là một trong những cái máy hàng đang bán trên thị trường. Thì cái này người ta để cái hiệu gì đó, chứ thật ra mà nói chứ đây là những cái cơ sở nhỏ lẻ thì tự dập thùng ha, dập thùng rồi sơn rồi in này nọ ba cái tên tào lao vậy thôi, chứ cái hàng của nó là hàng lắp ráp ha, nó mua cũng ba cái linh kiện gì nhà lắp ráp, thành ra cái chất lượng nó không có cao, hàng nó khó hàng và đồng thời nó yếu nữa, mà giá thì nó không rẻ ha. Mặc dù làm nút rồi nó cũng tùm lum tà la nút vậy nè, nhưng mà yếu nhất à, tại vì mình có hàng thử rồi. Cái máy này của một người bạn
Thì mua cách đây cũng mấy tháng rồi, nhưng mà bây giờ là nó đã chê rồi, nó mua cái máy khác nó xài rồi. Cái mình chịu ở cái dòng máy hàng này thì nhìn tất cả mọi thứ ha, làm thì rất là sắc sảo, thùng rồi rất là dày. Thùng này cỡ làm trên cao hay gì đó, nó có bị rớt hay gì cũng không móp méo nổi ha, dày lắm. Đây ngoài sau này nọ, quạt vung rồi này họ làm rất là ok, chắc chắn. Tóm lại là nhìn là chịu liền. Còn đây là tem bảo hành nha cả nhà, tem bảo hành chính hãng ha, bảo hành 1 năm đó. Còn cái vấn đề mà mình chịu nữa là rẻ tiền, rẻ tiền mà hàng chính hãng được bảo hành 1 năm đó. Thì cái máy này là mình đặt mua ở tại hãng luôn, gửi về là cái máy này là 1,2 triệu, còn cái máy mình mua dưới đây 250 á là 1,6 triệu. Thì cả nhà mình mà ai mà mua một cái máy này á thì được tặng một cái voucher giảm giá, cái đó là nó là cái mã giảm giá ha, thì giảm giá được 150.000 cho bất kỳ một cái sản phẩm nào mà mua chung. Thì ở đây là mình mua 2 cái luôn đó, nó vừa rẻ mà nó vừa được giảm giá nữa, tội tình gì mà không dọn được 2 cái cả nhà, chia nhau ra xài cho rẻ. Thì bất kỳ mua cái máy nào cũng vậy ha, từ giá 1,2 triệu cho tới 1,6 triệu hoặc trên nữa cũng cũng có, nhưng mà người ta sẽ cho mình là bao tay nè đó, nó tóm lại bộ cung lê đầy đủ, thêm 2 cây que nữa. 2 cây que này là để mình nhận hàng đó, rồi mình hàng thử, chứ còn 2 cây que này mà hàng gì cả nhà, chấm chọt ngồi là chút xíu là hết rồi. Rồi cái này là để dành mình gõ nè, mình gõ thuốc, còn cái này chà chà, nhưng mà cái này tượng trưng chơi thôi, chơi chài 2-3 cái là nó sẽ lép rồi. Nó tóm lại cái này là lấy cho vui thôi. Rồi dây hàng á, người ta cho mình dây hàng với kìm hàng đó, thì kìm hàng này nó cũng khá là chắc chắn, nhưng mà có lẽ không chắc bằng cái kìm mình chế đâu. Mai mốt mình chế kìm mình bán thì hy vọng anh em cũng mua ủng hộ ha. Mình đang chuẩn bị chế mấy kìm thì là chắc chắn để bán cho những anh em nào mà đi công trình leo cao đồ nọ gọn gàng mà bền bỉ. Rồi tiếp theo nữa là mình được một cái cán, cái cán này là không phải là để cầm chơi vậy nha cả nhà, mà cái cán này là để gắn vô cái mặt nạ đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn luôn nè, nó có cái máu, mình đưa vô nè, mình đưa cái này vô, rồi bắt đầu mình đè sát nè đó, đè sát mình đẩy lên. Rồi mình cho cái bột ruồi này nó ăn vô cái lỗ này ha, để nó gài nó chịu lại, rồi mình cầm ha. Còn ở đây cái nắp nè, cái nắp này thì mình sẽ đây về hai bên hông này á, mình ship nó vô đó, mình ship vô mình bẻ này vậy nè. Rồi còn cái đầu này là mình bẻ gục xuống, mình gài vô vậy, nó có 2 cái nút đây, nó có 2 cái nút nè, nè 2 cái nút mình gài vô 2 cái lỗ. Rồi ok, nhà cốc cốc vậy là ok hết cả nhà đó. Rồi tương tự như vậy bên đây cũng vậy luôn, bật cái nút đó. Đây cái hàng nè, cái hàng này mình sẽ gắn nó vào trước nè đó. Thì đơn giản thôi, mình chỉ đưa vô vậy là rồi xong rồi. Mình hàng cái bắt đầu nè, mình chấm nè đó, mình đưa vô chấm, đưa vô chấm, đưa vô. Nhưng mà tốt nhất á thì cái này là để khi nào mà cả nhà mình mà hàng rành rồi á thì mới sử dụng nó được, chứ còn không mình che vô thường là đa phần che không có kịp, mình hàng mình che không có kịp cái bắt đầu bị đau mắt ha. Đó. Đây là cái máy 250 A nha, nó mạnh hơn cái máy bên kia. Thì giá tiền của nó là 1,6 triệu, nó mắc hơn cái bên kia có 400.000 thôi. Cả nhà mình mà ai mà muốn sắm một cái sử dụng gia đình mà mạnh mẽ thì quất cái này. Còn cái 180 A này thì nó cũng vậy luôn, rất là chắc chắn và cứng cáp nha. Giá chỉ có 1,2 triệu, 1,2 triệu mà còn được thêm đóng đồ nữa. Rồi còn được thêm một quyển tiếng Anh để học tiếng Anh miễn phí nữa, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa cả nhà. Thì cái bất tiện của cái máy hàng mic á là nó gù ghề ha, cái máy nào cũng vậy, nó cũng có một cái cùi đưa ra như vậy nè, mình xách đi mình làm á nó rất là bất tiện đó, nó vướng víu mà cái dây nó bự chà bá vậy nè, nó nặng nề nữa. Rồi ví dụ như mình xài mình hàng ba cái sắt sơn này nè, thì cái súng mic á mình bấm á, là nó chạy dây ra, mình bấm nó mới có điện để hàng, mà một khi nó vừa có điện cái là dây nó chạy ù ù ra rồi,
Rồi mình chấm trong cái lúc mình chọt mà nó chưa ăn đó, ba cái sắc sét như vậy nè, đó sắc sét nè, sắc sơn nè, nó rất là khó, nó rất là khó ăn. Còn như mình hàng que thì mình mồi á, mình gõ que hàng thoải mái luôn, mình gõ que hàng vô là nó tróc nước sơn này ra, hoặc là mình quẹt ở đâu á cho nó đỏ cái đầu, cái đầu cái cây này nè, que hàng này nè, nó cháy đỏ lên rồi cái mình đưa vô cái nước sơn này nè, nó cháy, nó cháy nước sơn này đó, mình gõ gõ vô nó cháy nước sơn này, bắt đầu nó tróc nước sơn này ra rồi là mình hàng được. Còn cái hàng mít là rất là khó khăn nha, hàng mít rất là khó. Còn cái điều thứ hai nữa là cái máy mít lúc nào nó cũng mắc hơn cái máy hàng que rất là nhiều tiền, nó mắc hơn gấp 3 lần đó. Thì cái này cả nhà mình ai mà muốn mua máy mít á thì phải suy nghĩ lại. Cái lợi thế của máy mít á là cái cọng dây hàng nè, nó nhuyễn, nó nhỏ, thành ra để dành hàng những cái món đồ mà đồ mới, sắt là sắt mới và cần mỹ thuật cao đó, cái đường hàng nó nhỏ, nó nhuyễn, nó mịn đó, thì cái này nó mới phát huy được tác dụng nha. Còn hàng vật dụng gia đình như cửa hàng rào nè, bản lề cửa nhà, hoặc là những cái chân bồn nước nó có cái bề mặt là dơ như vậy, hay là chuồng gà sắt quen gỉ vậy ha, thì máy hàng que là một cái sự lựa chọn rẻ tiền mà hữu dụng. Bây giờ thì khi cả nhà mua về thì gắn dây vô ha, gắn dây vô. Thì nếu mà ai muốn xài chung với mình cái hãng, cái hiệu máy hàng này á, thì lên trên Google thì mình tìm, gõ vô là máy hàng Long Hạnh á, thì nó sẽ ra cái công ty, thì mình mua trực tiếp trên cái công ty luôn, gửi về tới nhà luôn. Là cái máy này là 1.6 triệu, còn máy kia 1.2 triệu. Cái giá đó là giá bao gồm cả cái tiền ship luôn rồi đó, người ta ship luôn cho mình luôn á, mình không có mất tiền ship nữa. Còn anh em nào mà muốn không có biết, thấy lu bu quá thì alo cho mình cũng được, rồi mình sẽ đặt hàng dùm cho, rồi từ cái hãng người ta gửi về thẳng tới nhà của anh em luôn, thì chuyện đó chỉ mở ra xài thôi. Rồi bên cái kẹp hàng này sẽ là nằm bên trừ mình đó, giờ mình xài vậy mình thấy nó ok thì mình xài vậy, còn anh em mà muốn để bên cạnh cũng được, nó lại tùy. Đây kẹp mát mình cho bên cạnh. Thì sau lưng cái máy hàng á thì nó sẽ có một cái nút đó, on off nè, rồi mình sẽ bật lên đó, mình bật lên thì quạt nó khởi động nha, nó chạy nghe ù vậy nè. Cái quạt này nó thổi rất là mạnh cả nhà, từ ngoài ngoài sau mà nó thổi trổ ra đủ thứ lỗ hết trơn á, ngoài trước cũng có lỗ nè, bên hông bên kia cũng có lỗ nữa, hông bên đây có lỗ nữa, mà gió nó thổi mạnh lắm mà nó bay, thấy không, đưa miếng giấy vô là nó miếng giấy nó không có sát nổi luôn nè. Đó thì nó bảo vệ cái nhiệt độ trong cái máy này nó rất là mát. Giờ trước tiên là cả nhà mình mua về ha, thì mình dặn lên rồi, mình dặn lên tới mức vậy vậy đi, là mát của nó là 250 ampere ha, mát là gần 250. Còn bây giờ mình cho cái mức nó nằm thở xéo xéo vậy đi đó. Rồi cả nhà mình mà ai mà mới bắt đầu làm quen với cái hàng điện này nè, bây giờ là máy rồi này nọ thì nó cũng rất là dễ dàng để sử dụng rồi, nó vừa nhẹ nhàng ha. Đó cái máy giờ nó ở cái máy này nó có một cái ưu điểm này nữa nè cả nhà, nó rất là gọn nha, nó không có làm chà bá ra như mấy cái máy mà cái hàng nhái, hàng trôi nổi thị trường đủ thứ hiệu á, nó làm bự tổ bố chứ bên trong cái ruộng có chút xíu à, nó yếu nhất à. Còn cái máy này người ta làm gọn gàng, lên nóc nhà hay là lên gác lên sân thượng gì đó, xách lên rất là nhẹ nhàng ha, gọn luôn, có khi là mình làm cái móc mình đeo vô cái lưng quần mình hàng vẫn được luôn đó. Cái này là một cái ưu điểm nữa, mình thích là gọn gàng chứ làm cho tổ bố rồi bá ra như vậy, ở trong cái ruột nó lớn gì nó tình càng mà nó bất tiện chứ làm gì. Ngày xưa cái máy hàng cơ nó bự dữ lắm, nó bự như cái tủ vậy đó, nó bự bề ngang bề dai gì luôn nè đó, mà chấm một cái là nó điện chung quanh là nó giật xuống hết. Thành ra cái vấn đề ngày xưa hàng á thì nó còn là vấn đề chuyên dụng ha, còn bây giờ cái này là mình nghĩ là nó là cái đồ gia dụng rồi, thành ra mỗi người cần mua một cái để sử dụng cho gia đình. Thì cái cách làm quen nó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cả nhà là rất là dễ luôn. Cái mặt nạ mà mình được cho theo nè là để khi nào mà mình hàng cái đồ dày á, mình không có cầm cái que mồi, mình hàng cái đồ mỏng á
thì mình phải có một cái cây que mồi. Cái que mồi là cây kẽm B40 nè, hoặc là cái cây gì không biết. Có nhiều người thì đập cái cây que hàng ra làm cái que mồi, nhưng mà mình đó giờ mình chưa bao giờ làm vậy, tại vì nó rất là phí phạm ha. Cái cây que hàng nguyên xiên vậy nè, đập ra lấy cái ruột trong để làm lấy cây sắt. Trong khi đó thiếu gì, kẽm B40 cũng được, rồi kẽm mang ten cũng được, nó đúng ra là cái nào cũng được à, chất liệu sắt là được à. Thì một tay mình cầm que mồi, một tay mình cầm kìm hàng đó, thì cầm cái nào cũng có được. Với lại hơn nữa, cả nhà mình mới làm quen á, chưa có quen á, khi mà mình hàng mình che vô vậy thì nó không kịp, con mắt mình nó tiếp xúc với cái ánh sáng thì nó sẽ làm cho mình bị bỏng giác mạc, nó làm cho mình đau mắt ha, thậm chí là lột da mặt luôn. Cái ánh sáng đó mà nó rọi vô mặt mình mà nhiều lần á là bỏng da mặt luôn, mình cũng chính mình bị hoài à. Mình làm lâu rồi mà vẫn bị hoài chứ không phải thần thánh vậy nha cả nhà, vẫn bị là lột da mặt hoài luôn á. Thành ra mua cái này đây, cái này mình trồng vô, cái này mình trồng mình đeo vô đầu nè đó, nó có luôn cái miếng da. Thì trên thị trường nó bán nhiều lắm, kiểu mẫu gì thì bự có, nhỏ có, hang bằng nhựa có, bằng da có. Mình đây mình chọn cái này là nó nói da bò nè, không biết có phải da bò thì không, mà thấy nó cũng xài cũng bền. Rồi ai mà cảm thấy cái da mặt mình nó đủ dày để chống lại được với cái ánh sáng hàng, không sợ bị bẩn da mặt, bị lột da mặt, thì chọn cái phương án 2 là cái kiến này đó. Kiến này thì mình đeo rất là gọn gàng, nó như kiến mát thôi, nhưng mà khi mình chấm hàng á thì nó sẽ tự động tối lại, mình không cần phải nhắm mắt nhắm gì hết đó. Chấm vô là nó tối, chấm vô là tối, buông ra nó sáng. Đây mình đưa vô đây đó, bây giờ mình đã đưa cái kiến vô rồi thì nó cũng bình thường, mình nhìn thấy rõ ràng đàng hoàng, đọc chữ được luôn. Nhưng mà khi mình hàng rồi thì nó sẽ tối lại ha, cái này tự động tối rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng nè. Rồi bây giờ trước tiên mua về là mình sẽ kẹp mát vô nha cả nhà. Thì cái vấn đề kẹp mát á, mình tránh cái tình trạng là mình cầm cái đầu dây mát rồi mình cầm luôn cả cái bên trong cái phần kìm hàng nè, là mình cầm hai bên vậy nó dẫn điện nó sẽ bị giật nha, mình sẽ bị giật. Thì nó giật cũng tê tê thôi chứ cũng không có đến nỗi mà giật té xỉu hay gì không có. Rồi mình kẹp cái quay hàng vô đó. Quay hàng thì nó có nhiều, ở trong đây nó sẽ có nhiều khía nè, để cho mình muốn kẹp đứng cũng được mà kẹp xéo gì cũng được. Thì đa phần mình thấy tất cả mọi người ai cũng đều kẹp xéo nè, tại xéo thì nó cái tầm nó dài hơn, cái tay mình tiếp xúc với tia lửa khi hàng á nó sẽ đỡ hơn. Rồi thì cái quá trình mình làm quen đó đó, mình cứ chọt đại thôi, mình chọt đại để mình làm quen với cái tia lửa ha. Đó mình cứ chọt đại, mình cứ chọt đại vậy đó. Thì đối với cái kiến hàng điện tử mình chọt vô thì nó tối lại, thì nó không có ảnh hưởng gì tới mắt mình nè. Đó mình cứ chọt đại, mình chọt hồi mình cảm thấy là cái mình đã quen với cái độ của cái cây quay hàng á, khi tiếp xúc thì nó cháy kiểu sao, cái tay mình bắt đầu quen rồi, bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình hàng ha. Còn mới vô thì mình thí điểm nó 5-3 cây quay hàng gì đi, mình hàng á thì cái tay mình có thể ướt được ha, tay ướt không sao, nhưng mà chân ướt á là đại kỵ nha. Đây ví dụ như mình mang ba cái đôi dép mà nó nước nè, nó tắm nước nè, nhất là ba đôi dép xốp á, dép mút á mà bị ướt thì mình rất dễ bị giật, cái chân mà ướt là rất dễ bị giật ha. Còn nếu như mình hàng đồ mỏng thì cả nhà mình sẽ dùng cái que mồi ha, cái que này là cái que sắt này để mình lồi vô, mình cho nó tiếp xúc với lại cái vật mình cần hàng, lại vật mình cần hàng mình đã đưa mát vô rồi, rồi mình sẽ chấm mát từ cái trên cái cọng kẽm này nè, chấm cho nó chảy xuống ha. Đây. Mình hàng mà bị lủng á, mình nghe nó phò phò, nó cái tiếng âm thanh mà nó cái hơi nó thổi vô trong cái lòng sắt bên trong á, cái lòng ống sắt bên trong, thì mình nghe các mình biết à. Thì mình sẽ chấm trên đầu này, mình chấm trên cái đầu này nè, mình dát cái đầu này cho nó ăn mát, rồi mình chấm trên đầu này cho nó chảy kẽm xuống. Thì ví dụ như mình hàng một cái món đồ mát thì mình chặt đây, mà chung quanh nó chi chít, nó có những cái thanh ngang thanh dọc về cây sắt của mình mồi á, mà nó ăn mát ở phần trên này nè, nó ăn mát phần trên này, mình chấm vô đây cái nó đỏ cái cây này lên là cái tay mình nó phỏng liền. Rồi bây giờ trước tiên là mình sẽ hàng ba cái máy hàng, là mình sẽ hàng ba đường. Thì bây giờ trước mắt là mình sẽ hàng cái máy bự nhất ha, cái máy bự nhất là cái máy tàu á,
mà nếu được máy tàu thì nó cũng đỡ nha. Cái này máy tàu lao, cái này cái máy này là cái máy nó lắp ráp bậy bạ rồi, đưa cái tên bậy bạ thôi, nháy cái tên ta thôi, chứ tàu thiệt thì cũng đỡ. Rồi bây giờ mình sẽ đây nè, cái cây kìm hàng giữa này là của cái máy vàng, mình sẽ đi một đường. Đây là mình dặn hết mức là được 259 ampere nè ha. Đây nè, nút gì hai nút mình dặn hết, cái nút nào mình cũng cho nó 100 hết á. Nút này là không biết nút gì luôn, dặn nghe nó dễ hiểu à, nhưng mà dặn lên luôn rồi. Thì bây giờ nó ra được 259 nha, người ta 250 cái đứng này dặn mát 250 à, còn nó dặn lên được 259 luôn kìa, không hơn, được hơn 9 luôn á. Máy 250 mà dặn lên được 259 đó, như nó đủ hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo trước bột đường để coi cái thằng 259 này coi nó mạnh làm sao. Rồi vậy là mình đã vừa hàng xong một cái đường hàng. Nếu bây giờ mà mình lập tức mình lấy cái máy hàng kia mình hàng vô liền cái á, là nhiệt độ của cái máy hàng này á, nó hàng cái đường này có nhiệt độ sẵn, mấy cái kia nó hàng nó dễ hơn rất nhiều. Bây giờ mình xịt nước luôn đó, mình xịt nước cho nó nguội luôn, rồi mình mới bắt đầu mình tiếp tục mình hàng cái quay khác vô, mình mới trải nghiệm được ha. Rồi, cái đường giữa này là của hàng màu cam ha, cái đường giữa này của thằng tàu. Rồi bên đây tới Việt Nam, Việt Nam nằm bên tay phải nè. Đó, rồi nạt vô là nghe điện nó mạnh hơn nãy rồi đó. Rồi thì cái đường hàng này nó cũng tự động tốc luôn, nó tóm lại là thằng nào cũng tự động tốc hết đó. Ok, thằng này thì nó kéo một cái đường hàng á, ngay lúc đầu tiên mồi vô thì nó cháy ngọt ha. Nó thì đó là mình sẽ đưa gần cho cả nhà xem. Rồi mình hàng một cái đường hàng nữa. Bây giờ cái máy này đây, cái quay hàng này, cái kìm hàng này là của cái máy bìa nè đó. Đó cái này mồi vô cái thôi là nghe nó cái tiếng đó là nghe thấy nó phù phù cái đã hết cả nhà. Máy 250 này 1.6 triệu nè, mình mua máy này nè. Cả nhà mình nếu ai thích thì mua cái máy 250 luôn, mình thấy máy này là rất ngon á, có 1.6 triệu rồi, nó hơn cái máy này có 400.000 mà thấy máy này im. Đó mồi vô lại cháy ngon ngắt rồi ha. Rồi ở đây là ba cái đường hàng thì cả nhà mình nhìn thấy ha. Cả nhà mình cũng dễ dàng nhận thấy là hai cái đường, cái đường bên đây với cái đường bên đây này nó mô hơn cái đường bên đây. Thì cái đường bên đây nó đủ nhiệt độ, nó lún xuống hơn, nó ăn nó bám xuống nhiều hơn, thành ra là nó tóm là cái máy nó mạnh hơn á, thành ra người ta kêu bằng ngấu á, người ta kêu bằng nó ngấu nhiều hơn. À, anh mấy anh em thợ hàng người ta kêu bằng ngấu, thì cái từ này sau này mình mới nghe thôi chứ trước mình chưa nghe. À, còn hai cái hàng bên đây, hai cái bên đây nó mô hơn, nó đắp nó bồi lên hơn nhiều hơn. Rồi thì nó tóm là cái máy 180 ampere đó mà hàng cho cái cục sắt dày ba dây vậy nè, mà nó kéo được cái đường hàng dày là cũng ok rồi. Còn cái máy bên đây 250 ampere đó, nó đẩy số 250 đó, mà nãy mình dặn cái nút có lên đó, nó được 259 đó, mà nó hàng cái đường hàng dày nè là rõ ràng nó quá tệ. 250 ampere mà hàng cái đường hàng dày sẽ quá tệ. Thì cái này cái lúc mình mua hãng người ta cũng kêu mình là khuyến khích mình luôn mở ra để kiểm tra bên trong, để coi bên trong đồ đạc gì đó để cho hết ý. Đây cũng hên là kỳ rồi mình cũng mua đại cái để siêu cua, bây giờ mới có dịp dùng rồi nè. Đó, cái đầu này cái đầu 7, còn cái đầu 8 không vừa nha cái này, mình mới đưa cái đầu 8 vô xoay tròn luôn. Rồi bên trong linh kiện nó vậy nè cả nhà. Cái tóm lại mình cũng không biết cái gì là cái gì, nhưng mà nhìn nó mới cứng hay cả nhà, tất nhiên là phải mới rồi, mới mua mà không mới quỳ xuống lại ta luôn à. Rồi đại cái thì bên trong nó là bỏ mạnh vậy thôi đó, tản nhiệt đồ tụ, thấy cái tụ cũng chà bá luôn ha. Rồi bây giờ mình mở cái này ra thì mình thấy ở trong là nó bo mạch nó cũng nằm kín trong đây ha, thấy cũng hầm hố. Ok rồi mình mở cái kia ra coi sao.
Trời ơi ông nội ơi. Cái máy chà bá luôn mà trong tống lắp. Ba ơi là ba. Bây giờ hèo nó yếu là phải không? Cái máy này dễ băng ông nội ơi. Mấy ông nội này gắn nút cho cố vô. Cái nút này có cái gì đâu. Vì cái này là chẳng qua dặn chơi thôi. Cái này dặn cho vui thôi. Thì có nghĩa là ai muốn dặn dặn nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Tại vì ở trong đây nó cũng có bắt vô gì nè. Nó làm cho cái hình thức cho đẹp thôi. Nó tóm lại là cái bo này nhìn nó quá tệ. Rồi, bữa nay mình chia sẻ với cả nhà như đây thôi. Nó tóm lại thì mình chia sẻ về cái dòng máy hàng mà mình đang xài. Đó, mình mới mua một số đồ, mình chia sẻ một cái dòng máy hàng rẻ tiền mà cơ động, xài gia đình thì nó phù hợp. Để anh em đừng có mua máy mít. Mua máy mít rồi nó xài nó khó khăn lắm. Ta hồi mua rồi nó tốn tiền mà nó mắc gấp 3-4 lần cái máy này lận. Cái máy này có 1,6 triệu à, còn nếu mà không máy mua cái máy 1,2 triệu. Đó. Cái máy nào cũng vậy, xài gia đình là rất là ok. Thì cả nhà mình mà nếu ai muốn mua mà không có biết chỗ hay gì đó thì alo cho mình 0918083171 nha. Mình sẽ hỗ trợ cho cả nhà mua tận hãng luôn, cái giá là tại hãng đưa về luôn. Không có tốn tiền phí ship hay là tiền gì đó. Còn nếu mà cả nhà mua mà qua cái đại lý trung gian người ta phân phối á thì có thể mất thêm 50 hay là 100 gì đó tùy nơi bán, nó sẽ cái giá nó sẽ cao hơn chút. Rồi, vậy là mình đã vừa chia sẻ và mời cả nhà cùng trải nghiệm một chút về máy hàng để sử dụng cho gia đình. Thì hy vọng qua video này cũng sẽ giúp cả nhà được thêm một chút về cái vấn đề chọn lựa một cái loại hình máy hàng nào để phục vụ cho gia đình tốt nhất. Nếu cả nhà xem video mà thấy có hữu ích thì tặng cho Thợ Quê một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Thợ Quê luôn. Thợ Quê cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ Thợ Quê xin chào và tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.